Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân xuất hiện nói lên sự thật sau nhiều năm giấu kín, có thực sự có con với Kim Tiểu Long. Nữ nghệ sĩ nhân dân thuộc số ít các ca sĩ U60 nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Trước đó, nghệ sĩ Kim Tiểu Long cho biết anh đã có 7 năm hôn nhân với Thanh Ngân và có một người con trai cho đến nay vẫn chưa được gặp mặt. Tôi đã cố hàn gắn nhưng không được và từ đó tôi cũng không được gặp con trai, Kim Tiểu Long tâm sự. Anh nói thêm, nay con đã 16 tuổi, đã là con thì tôi không bao giờ bỏ, kể cả bé có sống với ai đi chăng nữa. Tôi tin một lúc nào đó con đủ lớn khôn con sẽ biết cha của nó là ai, lá dụng về cội. Từng chia sẻ rất nhiều lần về mối tình với Thanh Ngân, Kim Tiểu Long cũng khẳng định, ở thời điểm hiện tại anh mong rằng Thanh Ngân sẽ xem mình là bạn, có thể gặp nhau trò chuyện như những người tri kỷ. Lúc nào tôi cũng thương, cũng quý Thanh Ngân hết, cô ấy từng là người tình trên sân khấu và người vợ trong cuộc đời. Đó là quá khứ đẹp mà tôi luôn trân quý, dẫu duyên vợ chồng ngắn ngủi thì tôi cũng không quên thời hoa mộng đó. Nam nghệ sĩ cho biết luôn sẵn sàng hợp tác trên sân khấu với Thanh Ngân nếu như các chương trình yêu cầu. Hiện tại Kim Tiểu Long đã sang Mỹ định cư và kết hôn với một cô gái Việt Kiều tên Bảo Bảo. Cả hai có với nhau một con trai nhỏ tên là Kim Đại Phước. Nam nghệ sĩ chạy show và bán hàng online. Nhiều lần anh tiết lộ về căn biệt thự tại California và căn nhà 3 tầng khang trang tại Việt Nam đủ thấy cuộc sống dư giả thế nào. Kim Tiểu Long cũng tập ăn chay trường và tham gia các khóa tu tập Phật Pháp. Về nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, cô chưa từng lên tiếng về người con giấu kín này. Tất cả chỉ là thông tin một chiều từ phía của Kim Tiểu Long. Khán giả chỉ thấy rằng họ không còn sánh đôi cùng nhau trên sân khấu nữa. Hiện tại, tình yêu nghệ thuật là tiêu chí tối ưu của Thanh Ngân và tình thương của khán giả, sự quan tâm của gia đình, lòng ưu ái của fan là một tặng phẩm quý giá, một món quà của cuộc sống. Nữ nghệ sĩ tâm sự về thời điểm hiện tại. Tại tuổi 53, Thanh Ngân chăm chỉ đi hát tại các chương trình cho đại sứ quán, các sân khấu lớn nhỏ giữ lửa với đam mê. Ngoài ra, cô thực hiện các chương trình thu hình về đề tài Phật giáo do công ty Chân Tâm của mình sản xuất. Nữ ca sĩ giữ được gương mặt tươi trẻ, body dẻo dai, chỉ nặng 45 cân. Thanh Ngân đi du lịch nhiều nơi tại Việt Nam và châu Âu. Cô cho biết, hồi nhỏ bản thân bận đi hát rồi gia đình khó khăn nên chưa được đi đó đi đây, nên tuổi này xin phép được về lại với tuổi thơ, được đi sở thú, được ngắm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật vừa qua, tôi đã ổn định cuộc sống gia đình, lo được cho cha mẹ, thu nhập ổn định cho bản thân. Do đó, bây giờ là lúc tôi dành nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng kiến thức, tìm lại ước mơ học tập của mình. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ tích cực làm từ thiện, xây nhiều nhà tình thương cho các em bé khuyết tật hay là những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi 53 lẻ bóng, Thanh Ngân tâm sự. Đôi khi trong đời, không có được thứ mình muốn lại là cả một sự may mắn kỳ diệu. Tôi đã tin vào bài học lớn nhất của cuộc sống là hãy cứ chịu đựng cho đến ngày tất cả mọi thứ trở nên có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng vạn sự tùy duyên. Một mối quan hệ giữa hai cá thể chỉ tồn tại được lâu dài nếu cả hai đều sinh lợi cho nhau. Nếu một mối quan hệ chỉ có lợi cho một bên, bên kia chỉ có hại, thì mối quan hệ đó sẽ không tồn tại được lâu dài. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân đã đăng tải hàng loạt video hiếm hoi tâm sự về cuộc đời mình. Cô cho biết bản thân đã từng mắc bệnh suýt chết nhưng may mắn được cứu chữa. Việc này nữ ca sĩ đã giấu đi trong rất nhiều năm vừa qua. Hồi đó, Thanh Ngân bị ban đỏ, ban đen, ảnh hưởng tới da, xương khớp, mắt, nói chung là ốm yếu và xanh xao lắm. Chưa hết bệnh thì đã bị ban khỉ, đau sốt suốt ngày. Nữ danh ca tâm sự, ai cũng nghĩ thời điểm đó cô sẽ không qua khỏi, mẹ thì khóc mỗi đêm. Nhưng may mắn gặp được người thầy thuốc tận tụy. Đi 5 tiếng bằng xuồng máy, toàn đường mương, đường suối, nhưng mẹ đã cố gắng đưa Thanh Ngân đến nhà thầy vào mỗi ngày. Cô ôm bạn khỉ chơi, cho đến khi bạn khỉ chết khô thì Thanh Ngân khỏi bệnh. Ngoài người thầy thuốc ân nhân, Thanh Ngân luôn cảm thấy biết ơn và áy náy rất nhiều về bạn khỉ đã cứu sống cuộc đời mình. Cho đến nay, cô đã trải qua rất nhiều cơn đau bệnh, lần gần đây nhất là tắt dây thanh quản. Thanh Ngân cho rằng tất cả đều do nghiệp kiếp trước đã theo mình. Hiện tại, cô chăm chỉ tập luyện yoga, thiền, ăn uống thanh đạm, tăng cường rau củ và đi từ thiện. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân tên thật là Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1972. Cô là con út trong số 4 người con gái của vợ chồng nghệ sĩ Hoài Châu và Kim Hoa. Ba người chị Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc đều tham gia các hoạt động nghệ thuật và nổi tiếng. Ngay từ bé đã đi theo đoàn hát, nhưng Thanh Ngân mơ ước trở thành luật sư giỏi giúp ích cho xã hội. Cô học rất giỏi, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Tôi mê đoàn đồng ấu Bạch Long, muốn nhận nghệ sĩ Bạch Long làm thầy để được học vũ đạo, học múa thương, múa giáo cũng không được vì tôi phải thường xuyên đi lưu diễn ở các tỉnh xa. Phải từ giã ước mơ học lên cao, cho đến bây giờ, ước mơ có bằng đại học vẫn luôn dày dứt trong tôi. Vậy nên, hễ có fan trẻ nào báo rằng, Út ơi, con đã có bằng đại học rồi, là tôi vui như chính mình đạt được vậy. Thanh Ngân tâm sự.
18 tuổi, Thanh Ngân đi hát đã gây tiếng vang lớn, được khán giả ưu ái nhận xét là hậu duệ của Thanh Nga bởi vì cô cũng có một mái tóc dài đen tuyền như mái tóc của danh ca Thanh Nga ngày xưa, nét mặt xinh đẹp một cách thanh tú, nước da trắng hồng, đôi mắt long lanh gợi cảm, miệng cười và có đôi má lốm đồng tiền toát lên vẻ nữ tính dịu dàng, khả ái trong dáng đi và điệu đứng. Tên tuổi của cô thành công với những vở cải lương Tô Ánh Nguyệt, Bên Cầu Dịch Lụa, Tiếng Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga, Chuyện Tình Lan và Điệp. Năm 2019, Thanh Ngân xuất sắc đạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi mới chỉ 47 tuổi. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội ngoài 70 như Minh Vương, Thanh Tuấn, Thoại Miêu, cô cũng là nữ nghệ sĩ trẻ nhất đạt danh hiệu này. Ngoài Chuyện Tình Yêu với Kim Tiểu Long, Thanh Ngân đã từng vướng tin đồn yêu đương với con trai của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, tức là ca sĩ Dương Đình Chí. Tuy nhiên, theo Dương Đình Chí tâm sự, anh và Thanh Ngân quý mến như người một nhà, thường tâm sự mỗi đêm, song chuyện riêng không muốn chia sẻ quá nhiều trên báo giới. Chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau qua điện thoại giữa đêm khuya, sau khi đi diễn về mới có thời gian. Tôi hiểu Thanh Ngân là một người gần gũi, sống tình cảm và rất có trách nhiệm với gia đình. Còn giữa chúng tôi có gì hay không, xin phép không chia sẻ lúc này. Cả hai vừa mới trở lại sau 5 năm hiểu lầm, nên không muốn thêm một lần đứt cánh giữa đường. Kể cả khi chỉ là tình nhân trên sân khấu, tôi vẫn mong tình cảm này trọn vẹn. Anh nói, về phía của Thanh Ngân, cô cho biết rất quý mến Dương Đình Chí, còn chuyện yêu đương hờn giận hay không chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Bản thân người đẹp không muốn đem chuyện tình cảm cá nhân vào đời sống âm nhạc. Ngẫm lại những chuyện đã trải qua trong quá khứ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân chia sẻ, tôi đã từng có trải nghiệm là mình cầu quá nhiều thứ, cuối cùng lại được những thứ mình không muốn. Sống đơn giản, cuộc đời thanh thản, sống hồn nhiên, cuộc đời bình yên, một thân thể không đau, một tinh thần không loạn. Hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi, tội gì phải ngày tính đêm lo, phải lao tâm nhọc trí, sống trong phiền não và bất an. Mình không có dép để mang, nhưng nhìn lại, còn có người không có chân để đi, vậy nên đừng sân si, đó là những điều mà tôi tâm niệm. Tôi có một nhóm gồm 7 cô gái sống với nhau như một gia đình, đã và đang cùng nhau đi trên một đoạn đường đời, phân công nhau thực hiện các chương trình cải lương Phật giáo với mục đích từ thiện dưới tên gọi Công ty Chân Tâm. Chúng tôi đã bỏ tiền riêng thực hiện trên 10 cuốn DVD, gồm những bài ca Phật giáo, trích đoạn những câu chuyện về Phật phát không cho công chúng. Thanh Ngân cũng thừa nhận, tuổi này cô đã không còn như xưa, đi diễn ở đâu cũng hát live, song những câu nói của khán giả, ánh mắt của mọi người, cứ lên sân khấu là lại không biết mệt. Với công chúng, nghệ sĩ nhân dân khá kín tiếng về cuộc sống riêng, vì sao chị không chia sẻ với khán giả về cuộc sống của mình? Khi được nhận câu hỏi này, Thanh Ngân đã trả lời, con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống, rèn luyện mình khả năng chịu đựng, bản lĩnh, ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Tôi tâm đắc với những điều này. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân lại làm hàng triệu gói quà gửi đến những vùng quê nghèo như Kiên Giang, An Giang, Bình Dương, Bình Phước. Được biết, cô đang ấp ủ dự định làm live show đánh dấu cột mốc 30 năm đứng trên sân khấu trong thời gian sắp tới. Từ nay chẳng cách xa xôi, hơn 40 năm rồi, nay mình gặp nhau chẳng đơn côi. Xin chúc Thanh Ngân sẽ giữ mãi được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và an yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của kênh tin tức Lóng Lánh Hoài Niệm. Rất mong quý vị và các bạn sẽ để lại cho chúng tôi một like, một bình luận để giúp cho kênh phát triển hơn nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.